tranh nhau mãi các bác ạ. Mình thửa được tí thịt đây. Báo cáo các bác tí. Để em làm nước cái xóa này. Để em bót cái giò xào mới đây tí thịt lạc nữa, tí bì. Tranh nhau mé cái đầu mới mua cái này đấy. Thế là em bảo họ làm cho em luôn. Là nhà mình chỉ luộc lên xong rồi mình thái mình chế biến thôi. Cái cháu mới chắc rồi bận bịu cũng không làm được. Thế bây giờ xin mời bà con các bạn cùng bắt tay mình làm với em nhá. Đây các bác này, đây là nửa cái xóa nhé. Em bảo người ta lọc ra, em chỉ mang cái này về thôi này. Còn xương thì ấy. Bây giờ mùa rét thì họ cũng cứ tranh nhau mua cơ các bác ạ. Mình hướng dẫn trước là không có đâu. Các bác nào gần đây gại em con dao mấy cái không nhỉ? Nhột quá lắm nữa. Ây giời ơi. Cái tai mình bỏ thế này, mình cạo cái bên trong này này. Đây các bác ơi. Em nằm sạch sẽ ở đây, bây giờ em cho một lồi nước sôi em trần qua tí nhá. Thôi mình vung các bác ạ. Vừa sạch thịt này, mới lại vừa nó dễ thái này. Cái tai như này, cái này mới là giá trị này. Ăn giòn như này. Cái đấy tình hình chị nộp nhĩ xong chưa? Ôi giời ơi, khó quá, giờ mới gì giờ bắt đầu. À thế hả? Đây, theo yêu cầu của bà béo ơi, của bà béo chủ bếp là tay đi mua nhĩ và làm sạch sẽ rồi, giờ bỏ luộc qua. Thái giờ bó giỏ, trời ơi, đọc cứ nghĩ thôi đã thấy là ngon rồi các bác ạ. Bó giờ sao ăn kèm với dưa muối này, đây là sông muối. Và đây là nồi thịt luộc của em thành công rồi nhá. Xong ở đây, giờ em vớt ra để em thái đây. Thái xong mình xào thôi. Do sao? Của chị em gốc quê đó. Được 50% rồi, còn 50% nữa. Thì bà con các bạn cứ bắt tay vào làm thêm em nhá. Để xôi qua nhé, để cho các bà làm. Ừ. Con này chương trình gốc quê chị em tôi là hay ăn thịt lăn vào bếp. Rồi riêng cái miếng bon món giò xào này mình càng thái mỏng càng ngon nhá. Chắc mình xào lên nó sẽ quyện này, gia vị này. Có món ngon. Bà cái khen thấy mũi em lại to như là quả cà chua bây giờ đấy. Đây, tí vào cho con ăn. Các bác ơi, những cái món giò xào đấy, mình muốn xào sao mà nó gọi là nó ra cái nhựa đấy. Đấy, có phải keo như thế thì là nó mới lúc mình bó nó sẽ quyện với nhau. Mình xào rất là kỹ mà. Xào ở đây người tận Hà Nội người đi thơm rồi này. Mấy bác Linh Bình cứ nhất tin mà sao lại thơm thế. Đấy, mấy bác Hương Yên cứ nhắn tin về suốt rồi mấy bác ở trên điện biên. Rồi mấy anh ở công ty Than Mậu Khê là cứ nhắn tin về hỏi mà sao cách làm giò xà thế nào. Nhà không có gì ngoài lá chuối luôn. Đấy. Và cái giò của mình ra nhựa đấy các bác nhé. Đấy là cái độ này này, nó sẽ quyện này. Đấy, mình sẽ lên đến một chút mì chính nè. Ngon này không, quyết định ở phần này các bác nha. Phần nước mắm này này, nó sẽ quyết định được cái giò của mình ngon hay không ngon này. Quyết định thắng thua hay không nữa cái phần hạt tiêu bác nữa các bác nhá. Hạt tiêu này là hạt tiêu cao nguyên. Rất là ngon, tiêu xanh xong về để ở ngăn đá xong là xay ra. Đây bà lão hứa thế nào. Ôi, yếu cái hạt xóm rồi. Cứ thơm thôi. Xóm này đang. Vâng. Và cái lót lá này là cả nghệ thuật các bác nhá. Ở bên nước ngoài á, mua 100.000 mới được một tàu lá chuối đó các bác ạ. Nhanh, nó đang nóng. Các bác ơi. Con ơi. Các bác cùng em nhá. Cái này phải nóng các bác ạ, nóng thì nó vào đây nó sẽ đông kết hơn. Bây giờ là phải là tiết mục chọc nhồi. Nhồi cái đấy à? Đây tôi xúc cho bà nhồi đi. Hay là tôi nhồi cho bà xúc. Như nhau cả thôi. Ủa thế lại không hết rồi. Ba khuôn. Ôi giời ơi sao mà to thế. Cứ tưởng là nó bé đấy có một khuôn. Chốc lại phải đi. Hôm nay là xô sốc khuôn. Hôm nay mới được gì hết cái khuôn này đấy. Tôi mua mấy năm nay để tính tướng rồi có. Nhìn cái món này phải nhanh mắt, nhanh tay. Đó. Thế bà đi phóng xe thật. Dạ. Ơi.
Có một chai Coca thôi. Cho chai Coca. Vâng. Cũng chuẩn lắm. Đây mình thái nhỏ này mình bó là. Này mai là thái này mưng. Giỏ rất là đanh mà rất là ngon. Đây các bác là đàn ông làm được, mình đàn bà mình làm được. Em lần đầu tiên nó bóc khuôn đấy nhưng mà. Đây các bác thấy thế nào? Chân trí chưa? Đấy, cuối cùng thì em cũng hoàn thành xong được một cái này. Nhìn thế nào? Của hai bà nội gió quê đấy nhá. Trong vòng một tiếng đồng hồ là đã ra được một món ngất ngây con gà Tây. Vâng, và xin mời bà con các bạn cùng hai ông chờ đợi. Hai ông chờ đợi thành quả. Các bác ơi, và hôm nay các bác mời các bác cùng khám phá cái món đầu tay chúng em nhá. Thuôn các bác này. Ôi giời. Mua thành điệu phết đây. Mua cái khuôn mà đến mấy năm mới mấy so khuôn. Vẫn phải bác nhìn thế nào? Đẹp chưa? Ra rồi. Úi trời ơi, cuối cùng nó cũng ra. Ra. Ngon nhỉ. Thưởng thức cái món giò xào nhá. Giò xào dưa muối. Rồi, úi xời ơi, chuẩn chưa? Ui, đánh quá các bạn ạ. Phải cắt miếng bé này thôi này thôi nhá, không cắt theo 6 miếng này nhá. Này dễ ăn. Móng ra, nó phải cắt móng ra. Theo cổ, kiểu cổ truyền. Ừ. Úi xời ơi. Tôi thèm quá, phải ăn tạm miếng sùng trắng nha mọi người. Bây giờ xin mời mấy bác ở Hà Nội này, mấy bác thành phố Hồ Chí Minh này, Linh Bình rồi thì ở Cẩm Phả Mậu Khê này. Mời các bác nhá. Mời bà con từ bốn đến địa đầu Móng Cái sớm một giải miền Trung rằng rạc về ăn giò quê hương với gió quê lạc hiệp. Vâng, xin mời bà con các bạn cùng thưởng thức kia. Cải muối, nói chung là món giò thú của mấy chị em chúng em. Đây gọi là giò thú. Ôi trời ơi, thơm quá luôn cơ bạn. Nguyên tiêu đặc trưng. Hạt tiêu lưng máu này. Gia vị rất đầy đủ này. Cho thật các bác ấy. Từ bé em chưa ăn thịt mỡ bao giờ đâu. Thề luôn, nhưng mà hôm nay cái món giò thú thì em chiến được các bác ạ. Ăn thì cho nó tăng cân này, còn đi tập thêm vũ. Làm và ăn và làm. Chỉ thế. Vâng, và cái món giò thú chúng em hôm nay đã hoàn thành các bác ạ. Rất là ngon, rất là thơm. Ăn kèm với cái món sung muối này. Ngon bác chế được các bác ạ. Vâng, mời các bác nhé. Cảm ơn các bác. Nếu mà có cái gì sơ suất bỏ qua và hay thì mọi người cho một tí khích lệ chấm cho cái trái tim. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.